Mình mình lên khoe sắc hương tỏa ngát núi rừng, tiếng chim ca thanh to vang vọng khắp quê hương. Gập ghềnh những con đường vắt ngang sông qua núi, đường nối về thôn bản tiếng loa vang hát xình. Điện rực sáng lung linh soi bóng em và anh, trên dòng sông phó đáy chung tay giữa quê mình. Về xuân xưa sắc hồ bốn mùa đang nở hoa, bao mái nhà dựng xây đẹp xinh, những cây rừng xanh cao hơn. Em đi giữa nương tre, em đi trong hương mía lòng đắng cay, chặt lấy ngọt ngào đường mía thơm đất thấu lòng người. Dòng kênh mương tưới đồng lúa ngô hoa quả tươi, vui xôn xao nhìn đàn bò vàng đang quây quần trắng lan mới. Nghe âm đang trống trượt bao em thơ tới lớp mảnh đất xưa, nhuộm thân màu đào bừng sáng lên ánh nắng tân trào trên quê hương hôm nay. Bình minh lên khoe sắc hương tỏa ngát núi rừng, tiếng chim ca thanh thó vang vọng khắp quê hương. Gập ghềnh những con đường vắt ngang sông qua núi, đường nối về thôn bản tiếng loa vang hát xình. Điện rực sáng lung linh soi bóng em và anh, trên dòng sông có đáy chung tay giữa quê mình. Về xuân xưa sắc màu bốn mùa đang nở hoa, bao mái nhà dựng xây đẹp xinh, những cây rừng xanh cao hơn. Em đi giữa nương tre, em đi trong hương mía lòng đắng cay, chặt lấy ngọt ngào đường mía thơm đất thấu lòng người. Dòng cây mương tưới đồng lúa ngô hoa quả tươi, vui xôn xao nhìn đàn bò vàng đang quây quần trong lán mới. Nghe âm vang trống trượt bảo em thơ tới lớp mảnh đất xưa, nhuộm thân máu đào bừng sáng lên ánh nắng tân trào trên quê hương hôm nay. Quê sắc màu sơn dương tiếng mây rộn đôi nương, quê sắc màu sơn dương với bác hồ yêu thương. Yeah.
Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa các vị khách quý, kính thưa các nhà thơ về dự giới thiệu tập thơ Cọc Niềm Chiến Khu của nhiều tác giả câu lạc bộ thơ Hương Sắc Tăng Châu. Vâng, sau đây xin mời quý vị chúng ta cùng đón xem chương trình văn nghệ của các anh hai, chị hai từ miền quê con họ Bắc Ninh, Kinh Bắc và tiết mục của các nhà thơ Hương Sắc Tăng Châu biểu diễn. Mở đầu là tiết mục Người Nước Mời Trầu của câu lạc bộ văn họ là Dương Húc, xã Đại Đồng, huyện Yên Du, tỉnh Bắc Ninh. Xin mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức.
nữa lại dừng chân ở vùng quê thương mã Bắc Ninh của chúng em, khi những giọt sương vận động long lanh trên gò cỏ thấm ướt vai áo những người đi chảy hồi, thì cũng là lúc những chàng trai cô gái của vùng quê thương mã Bắc Ninh luôn luôn tưng bừng dù nhau đi chảy hồi, bâng khuâng trong gió hồi đêm mà người nay cứ thích đi tìm người xưa, có gì đâu mình hạt mưa áo em ấp ướt đẫm gió chưa gặp người, tình yêu khi sưởi ấm trái tim. Trái tim biết nói anh không phải tiền. Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với tiếng hát của anh hai, chị ba qua bài hát Tìm trong chiều hồi đêm, sáng tác rất lời những nhạc sĩ Nguyễn Trung. Xin mời quý vị cùng thưởng thức và đón nghe. Thank you.
hùng thế võ, là thế gia đế nước sân đình, mãi mãi là cảm hứng về nguồn tình yêu quê hương đất nước. Võ Xuân Lâm và Trần Việt sẽ gửi tới quý vị ca khúc Nắng Ấm Quê Hương, sáng tác nhạc sĩ Vĩnh An. Xin mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức ạ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đường về tân trào có lòng của ca múa nhạc đi cùng năm tháng tiên phong biểu diễn. Xin mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức. Sông Đô chiều
rừng ai về cắm nước dòng lô Chị ơi, anh yêu em rất là đông.
lời ca dân mẹ theo điệu Cò Gò do Hùng Đạt cùng đoàn ca Hương Nhạc đi cùng năm tháng Tuyên Quang biểu diễn. Xin mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức. Câu lạc bộ thơ Hương Sắc Nam Châu huyện Sơn Dương.
trong không khí phấn khởi của những ngày tháng năm lịch sử, chào mừng kỷ niệm 68 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu, và chào mừng kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, 19 tháng 5 1890, 19 tháng 5 2022. Hôm nay trên quê hương Sơn Dương Anh Hùng, thủ đô khu giải phóng, thủ đô kháng chiến, địa chỉ đỏ của cách mạng Việt Nam, câu lạc bộ thơ Hương Sắc Nam Châu, huyện Sơn Dương long trọng tổ chức buổi ra mắt và giới thiệu tập thơ Dọc Miền Chiến Khu của nhiều tác giả do nhà xuất bản Hội Nhà văn Việt Nam xuất bản tháng 10 năm 2021. Tới dự buổi ra mắt và giới thiệu tập thơ hôm nay, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu các quý vị đại biểu. Đoàn đại biểu câu lạc bộ thơ Việt Nam xin trân trọng giới thiệu nhà thơ Trần Minh Hân, Chủ tịch câu lạc bộ thơ Việt Nam. Nhà giáo nhà thơ Hoài Nguyên, Phó Chủ tịch câu lạc bộ thơ Việt Nam. Nghệ sĩ nhà thơ Lê Đức Mỹ, Phó Chủ tịch Chánh Văn phòng câu lạc bộ thơ Việt Nam. Nhà thơ Võ Sơn Lâm, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng câu lạc bộ thơ Việt Nam. Nhà thơ Hiền Trần, Phó Chánh Văn phòng Phó Ban Kinh tế Đối ngoại câu lạc bộ thơ Việt Nam, xin đề nghị nhiệt liệt chào mừng. Đoàn đại biểu câu lạc bộ thơ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang xin trân trọng giới thiệu nhà giáo Nguyễn Thế An, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu Giáo chức Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu Giáo chức tỉnh Tuyên Quang, trưởng ban biên tập thơ Tấm Lòng Nhà Giáo Tuyên Quang. Nhà giáo nhà thơ Nguyễn Bình, Hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Tuyên Quang, Chủ tịch câu lạc bộ thơ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang. Nhà thơ Nguyễn Quốc Tấn, Phó chủ nhiệm câu lạc bộ thơ Việt Nam Hương Sắc Nông Tiến Tuyên Quang. Ca sĩ Thu Hà, hội viên câu lạc bộ thơ Việt Nam Hương Sắc Nông Tiến thành phố Tuyên Quang. Xin trân trọng giới thiệu đại biểu của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Sơn Dương, đoàn đại biểu đoàn nghệ thuật ca múa nhạc Đi Cùng Năm Tháng TVC tỉnh Tuyên Quang do bà Trần Thị Thanh Tịnh trưởng đoàn. Xin trân trọng giới thiệu câu lạc bộ thơ ATK Tân Trào. Trân trọng giới thiệu câu lạc bộ thơ Bình Ca Bến Nhớ. Xin trân trọng giới thiệu các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị, trường học tại địa bàn huyện Sơn Dương. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu đại biểu Hội Cựu Chiến binh huyện Sơn Dương, đại biểu Liên đoàn Lao động huyện Sơn Dương, đại biểu Công an huyện Sơn Dương, đại biểu Liên hiệp Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Sơn Dương, đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Sơn Dương, đại biểu Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Sơn Dương, đại biểu Văn phòng Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện Sơn Dương, đại biểu Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân thị trấn Sơn Dương, đại biểu Hội Nông dân huyện Sơn Dương, đại biểu Phòng Văn hóa huyện Sơn Dương, đại biểu Đài Phát thanh Truyền hình huyện Sơn Dương, đại biểu Đội Chữ thập đỏ Tân Hòa, xã Phúc Ứng, huyện Sơn Dương, đại biểu Trường Trung học Cơ sở Kỳ Lâm, đại biểu Trường Tiểu học Đăng Châu, đại biểu Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thành Long, đại biểu Công ty Lâm sản Tịnh Hiền, đại biểu Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Sinh Hoạt, đại biểu Mỏ đá Phúc Ứng, đại biểu Công ty Trường Thọ, đại biểu Trường Trung học Cơ sở Phúc Ứng, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Ban tổ chức trân trọng giới thiệu đại biểu của tỉnh Bắc Ninh, câu lạc bộ quan họ làng Diêm Húc, xã Đại Đồng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh do bà Nguyễn Thị Sinh trưởng đoàn, nhà thơ Khánh Khánh, câu lạc bộ thơ huyện Tiên Du Bắc Ninh và đoàn của tỉnh Bắc Ninh xin trân trọng nhiệt liệt chào mừng. Tới dự buổi giới thiệu tập thơ hôm nay có nhà giáo người yêu thơ ông Phạm Văn Tiếp ở thị trấn Sơn Dương, đại biểu của bốn gia đình yêu thơ xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Văn Năm và chị Bùi Thị Bình, Phùng Thị Bình, tổ dân phố Quyết Tiến, thị trấn Sơn Dương.
ông Nguyễn Hồng Ký, chị Nguyễn Thị Hồng, tổ dân phố Quyết Tiến, thị trấn Trân Thượng; ông Dương Nhật Thiền và Ngô Thị Mai, tổ dân phố Tân Kỳ, thị trấn Trân Thượng; ông Trịnh Đình Bồng, chị Nguyễn Thị Lại, tổ dân phố Tân Hòa, xã Phú Ứng, thị trấn Trân Thượng. Đề nghị nhiệt liệt chào mừng. Và xin trân trọng giới thiệu, nhiệt liệt chúc mừng toàn thể hội viên, các tác giả, câu lạc bộ thơ Hương Sắc Năng Châu, huyện Trân Thượng đã có mặt đông đủ tại buổi lễ hôm nay. Xin đề nghị nhiệt liệt chào mừng. Kính thưa các vị đại biểu, tiếp theo chương trình, ban tổ chức trân trọng giới thiệu nhà thơ Trịnh Đình Bồng, chủ nhiệm câu lạc bộ thơ Hương Sắc Năng Châu, lên phát biểu khai mạc chương trình. Xin mời. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa các vị khách quý, kính thưa các thi huynh, thi hữu, trong không khí tưng bừng phấn khởi kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại kính yêu, câu lạc bộ thơ Việt Nam Hương Sắc Đăng Châu long trọng tổ chức giới thiệu tập thơ Dọc Miền Chiến Khu của nhiều tác giả. Thay mặt cho ban chủ nhiệm câu lạc bộ, tôi xin nhiệt liệt chào mừng và kính chúc các vị đại biểu, các vị khách quý, các bạn thơ và những người yêu thơ dồi dào sức khỏe, gia đình hạnh phúc, an khang thịnh vượng. Kính thưa quý vị, Tân Trào là cái nôi cách mạng Việt Nam, thủ đô kháng chiến, thủ đô khu giải phóng, thủ đô gió ngàn, nơi in đậm dấu chân Bác Hồ kính yêu. Người về đây lãnh đạo khởi nghĩa tháng 8 với Đại hội Quốc dân, làm cuộc kháng chiến long trời lở đất, đánh bại thực dân Pháp và phát xít Nhật, giành độc lập tự do cho dân tộc. Với suối nguồn cách mạng ấy đã là cảm hứng cho hàng triệu trái tim nhà thơ và người yêu thơ. Những ký ức lịch sử đó mãi mãi là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam ta. Các tác giả của câu lạc bộ thơ Hương Sắc Đăng Châu có may mắn được sống gắn bó với quê hương Sơn Dương anh hùng, đã viết lên những bài thơ về miền chiến khu xưa với lòng tự hào và trân trọng. Hình ảnh Bác Hồ tỏa sáng lung linh giữa rừng Nà Nưa, như tập thơ Vầng Trăng Tân Trào của nhà thơ Trần Xuân Việt, tập thơ Gió Về Nguồn của nhà thơ Phạm Thuyết, cùng với hàng trăm bài thơ của 39 tác giả câu lạc bộ thơ Hương Sắc Đăng Châu đã in sâu, thấm đậm vào tâm trí người đọc. Ta càng thấy kính yêu và thương nhớ Bác. Bóng hình Bác, bóng ông cha dừng chân dưới gốc đa già còn đây. Ngày nay, toàn đảng toàn dân ta, người người từ trẻ đến già đều ra sức và học tập làm theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại. Tình cảm ấy như một bức tranh tuyệt đẹp giữa rừng Việt Bắc tươi xanh, ân tình của Bác mãi dành mai sau. Kính thưa quý vị, qua giới thiệu tập thơ Dọc Miền Chiến Khu lần này, câu lạc bộ thơ Hương Sắc Đăng Châu đã khẳng định vai trò vị trí của mình trong đời sống xã hội huyện nhà. Mong được sự quan tâm thật nhiều hơn nữa của huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, mặt trận tổ quốc từ huyện xuống xã. Hơn 10 năm qua, xuất bản được 21 đầu sách, kịp thời phản ánh phong trào thi đua yêu nước, góp phần tô đẹp quê hương Sơn Dương anh hùng. Buổi giới thiệu tập thơ Dọc Miền Chiến Khu lần này còn là tình cảm sâu nặng của các nhà thơ với Bác Hồ muôn vàn kính yêu, với các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp, với nhân dân đã giúp đỡ cho tập thơ được hoàn thành. Xin cảm ơn huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, mặt trận tổ quốc và các ban ngành đoàn thể, các tổ chức cá nhân, các tác giả thơ và người yêu thơ đã động viên, giúp đỡ, tạo điều kiện để câu lạc bộ thơ Hương Sắc Đăng Châu ngày càng phát triển, đổi mới và sáng tạo. Có được như ngày hôm nay, phải cảm ơn đến các anh chị Phạm Thuyết, Vũ Duy Lư, Dương Tiến Thành, Hà Thị Vườn, Trần Xuân Việt, Đỗ Viết Cường, Nguyễn Văn Năm, vân vân, và biết bao nhiêu người khác đã kiên trì phấn đấu xây dựng để phát triển câu lạc bộ thơ Hương Sắc Đăng Châu được như ngày nay. Xin cảm ơn các vị đại biểu từ câu lạc bộ thơ Việt Nam, từ câu lạc bộ thơ tỉnh Tuyên Quang đã bớt chút thời giờ vàng ngọc về dự, đặc biệt là vị khách quý từ quê hương Bắc Ninh, các anh các chị đã 8 năm nay liên tục chở hàng nhân đạo lên tặng bà con người nghèo và nạn nhân chất độc da cam
trên địa bàn huyện Sơn Dương và tỉnh Tuyên Quang hôm nay lại chung tay tặng một chương trình văn nghệ quan họ, đem lời ca tiếng hát động viên cổ vũ cho ngày ra mắt tập thơ. Với tinh thần đó, làm cho hình ảnh con người và đất Sơn Dương từ thơ ca đã lan tỏa và Sơn Dương ngày càng giàu đẹp. Sơn Dương xứng danh anh hùng. Xin thay mặt ban chủ nhiệm câu lạc bộ, tôi xin tuyên bố khai mạc buổi giới thiệu tập thơ Dọc Miền Chín Khu. Xin được cảm ơn và kính chúc các vị đại biểu, các vị khách quý, các nhà thơ và người yêu thơ luôn luôn mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc. Xin cảm ơn. Tiếp theo chương trình, chúng tôi xin trân trọng kính mời nhà thơ Vũ Mạnh Tử đọc quyết định kiện toàn ban chấp hành câu lạc bộ thơ Việt Nam Hương Sắc Đăng Châu. Xin trân trọng kính mời. Tôi xin đọc quyết định. Câu lạc bộ thơ Việt Nam, câu lạc bộ thơ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang, số 7522, quyết định câu lạc bộ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam độc lập tự do hạnh phúc, Tuyên Quang, ngày 7 tháng 5 2022, quyết định về việc công nhận ban chấp hành câu lạc bộ thơ Việt Nam Hương Sắc Đăng Châu, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang sau kiện toàn tổ chức. Căn cứ điều lệ câu lạc bộ thơ Việt Nam, căn cứ điều 13 khoản 4 quy chế hoạt động của câu lạc bộ thơ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang, căn cứ biên bản cuộc họp của câu lạc bộ thơ Việt Nam Hương Sắc Đăng Châu, Sơn Dương, Tuyên Quang ngày 10 tháng 4 năm 2022, theo đề nghị của ông trưởng ban tổ chức câu lạc bộ thơ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang, chủ tịch câu lạc bộ thơ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang quyết định điều 1, công nhận ban chấp hành câu lạc bộ thơ Việt Nam Hương Sắc Đăng Châu, Sơn Dương, Tuyên Quang sau kiện toàn tổ chức gồm có các tác giả nhà thơ sau: 1. Nhà thơ Trịnh Đình Bồng, chủ nhiệm câu lạc bộ thơ Việt Nam Hương Sắc Đăng Châu, Sơn Dương, Tuyên Quang. 2. Nhà thơ Nguyễn Hồng Ký, phó chủ nhiệm câu lạc bộ thơ Việt Nam Hương Sắc Đăng Châu, Sơn Dương, Tuyên Quang. 3. Nhà thơ Dương Nhật Thiền, phó chủ nhiệm câu lạc bộ thơ Việt Nam Hương Sắc Đăng Châu, Sơn Dương, Tuyên Quang. 4. Nhà thơ Dương Minh Thằng, ủy viên ban chấp hành câu lạc bộ thơ Việt Nam Hương Sắc Đăng Châu, Sơn Dương, Tuyên Quang. 5. Nhà thơ Nguyễn Thị Mơ, ủy viên ban chấp hành câu lạc bộ thơ Việt Nam Hương Sắc Đăng Châu, Sơn Dương, Tuyên Quang. 6. Nhà thơ Đinh Kim Trung, thủ quỹ. Điều 2. Các tác giả nhà thơ có tên trong điều 1 và ông trưởng ban tổ chức câu lạc bộ thơ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thay mặt ban thường vụ câu lạc bộ thơ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang, chủ tịch nhà thơ Nguyễn Đình ký. Xin hết. Xin trân trọng mời ban chủ nhiệm của câu lạc bộ thơ Hương Sắc Đăng Châu và mời kính mời nhà thơ Nguyễn Đình lên trao quyết định. Nhà thơ nghệ sĩ Trần Ngân, chủ tịch câu lạc bộ thơ Việt Nam và đoàn đại biểu câu lạc bộ thơ Việt Nam đến dự buổi giao lưu hôm nay. Sau một thời gian, nhà thơ Trần Xuân Việt, nhà thơ Viết Cường về sức khỏe yếu thì câu lạc bộ thơ Hương Sắc Đăng Châu đấy có kiện toàn tổ chức, và hôm nay chúng tôi công bố cái quyết định này, đồng thời là giao lại toàn bộ cả cái điều lệ rồi quy chế. Vì cái hồ sơ ấy thì hiện nay nhà thơ Trần Xuân Việt là yếu thì không không tìm thấy, cho nên chúng tôi xin làm toàn bộ cả cái hồ sơ của câu lạc bộ thơ Việt Nam gồm là quy chế và điều lệ. Đấy.
Thứ nhất là điều lệ của câu lạc bộ thơ Việt Nam. Thứ hai là quy chế hoạt động của câu lạc bộ thơ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang. Và xin giao luôn cho các anh để có cái bộ hồ sơ và cả mẫu để xin thành lập. Thì xin giao luôn cho các anh. Vâng. Câu lạc bộ thơ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang có một chút quà gửi đến buổi giao lưu hôm nay, cũng xin giao lại cho tất cả các em. Ban chủ nhiệm câu lạc bộ thơ Hương Sáp Đăng Châu chúng tôi rất cảm động được nhà thơ Nguyễn Bình lên trao quyết định công nhận ban chủ nhiệm, và lại có một món quà chúc mừng. Đúng là các anh đi đại hội đường xa cho nên là sợ trời nắng nên chớ mua hoa làm gì, hoa héo rồi lại bỏ đi. Anh tặng phong bì thế này cũng rất đẹp như hoa. Vâng, xin cảm ơn ạ. Kính thưa các vị đại biểu, tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời nhà thơ Trần Minh Hân, chủ tịch câu lạc bộ thơ Việt Nam lên phát biểu ý kiến. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa các đồng chí đại diện cho chính quyền địa phương, kính thưa các vị khách quý, thưa toàn thể hội viên câu lạc bộ thơ Việt Nam Hương Sáp Đăng Châu của Sơn Dương Tuyên Quang. Trước hết, thay mặt cho ban chấp hành câu lạc bộ thơ Việt Nam và hơn 14.000 hội viên của 57 tỉnh thành phố trong cả nước, xin gửi tới các quý vị đại biểu, các hội viên lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa các bác, anh, các chị, câu lạc bộ thơ Việt Nam Tuyên Quang và câu lạc bộ thơ Việt Nam Hương Sáp Đăng Châu trong những năm qua đã có nhiều cố gắng, đã tạo điều kiện cho câu lạc bộ thơ Việt Nam về mặt tình cảm cũng như là vật chất. Đặc biệt, chúng tôi đã tổ chức một cái lớp bồi dưỡng sáng tác tại Tuyên Quang, mà đây có một số anh là ở trong ban chấp hành cũ của câu lạc bộ, thì thấy rằng là các anh chị rất nhiệt tình, chu đáo, và có lẽ cái ca 7 của chúng tôi để lại những ấn tượng sâu sắc nhất mà vừa rồi các anh chị cũng đã dựng một cái lớp, tức là kỷ niệm 2 năm tổ chức lớp bồi dưỡng sáng tác. Trước khi ngừng lời thì tôi xin đọc mấy câu thế này: đã đến nơi đây hãy hẹn về, làm sao đất ở những thành quê, làm sao người để tình thân mến để bốn hướng thương tỏa bột bề. Vâng, xin một lần nữa kính chúc các quý vị đại biểu mạnh khỏe hạnh phúc. Và liền trước đây tôi xin mời ban chủ nhiệm cùng với các đồng chí ở trong đoàn của Hà Nội có bó hoa tươi thắm lên gửi ban chủ nhiệm. Xin mời các đồng chí ban chủ nhiệm của Hương Sáp Đăng Châu lên sân khấu. Ủy viên thường trực hội đồng thi đua khen thưởng lên đọc quyết định tặng kỷ niệm chương cho các cá nhân có thành tích xuất sắc hoạt động trong lực lượng công an Việt Nam. Vâng, kính thưa hội nghị, sau đây thay mặt hội đồng thi đua khen thưởng câu lạc bộ thơ Việt Nam, tôi xin công bố quyết định tặng kỷ niệm chương cho các cá nhân đã có thành tích xây dựng phát triển câu lạc bộ thơ Việt Nam. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc, Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2022, câu lạc bộ thơ Việt Nam số 07 QĐ-CNB quyết định tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp thơ Việt Nam cho các cá nhân
đã có thành tích xây dựng và phát triển câu lạc bộ thơ Việt Nam. Chủ tịch Ban chấp hành câu lạc bộ thơ Việt Nam căn cứ văn bản số 2189 BNVTC PCB ngày 19 tháng 5 năm 2006 của Bộ Nội vụ và văn bản số 2182 BBHTT TCCB ngày 29 tháng 5 năm 2006 của Bộ Văn hóa Thông tin, nay là Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch, về việc thành lập Câu lạc bộ thơ Việt Nam. Căn cứ Điều 14, Chương 4 quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Ban chấp hành Câu lạc bộ thơ Việt Nam, Điều 25, Chương 6 quy định về khen thưởng của Điều lệ Câu lạc bộ thơ Việt Nam, xét đề nghị của Hội đồng thi đua khen thưởng Câu lạc bộ thơ Việt Nam. Điều 1, tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp thơ Việt Nam cho các cá nhân thuộc Câu lạc bộ thơ Việt Nam Hương Sắc Đăng Châu, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, vì đã có công xây dựng và phát triển Câu lạc bộ thơ Việt Nam, có danh sách kèm theo. Điều 2, quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng thi đua khen thưởng, Chánh văn phòng câu lạc bộ và các cá nhân có tên trong danh sách khen thưởng tại điều 1 căn cứ quyết định thi hành. Thay mặt Ban chấp hành, Chủ tịch Đại tá nghệ sĩ Trần Minh Hân đã ký. Và sau đây tôi sẽ đọc danh sách các nhà thơ đã được tặng kỷ niệm chương. Danh sách tặng kỷ niệm chương của Câu lạc bộ thơ Việt Nam cho Câu lạc bộ thơ Việt Nam Hương Sắc Đăng Châu, huyện Sơn Dương theo quyết định số 07 ngày 12 tháng 5 năm 2022. 1. Ông Bùi Đức Trinh, công ty trách nhiệm hữu hạn 27 tháng 7, xã Phú Thịnh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. 2. Bà Nguyễn Thị Sinh, chủ nhiệm câu lạc bộ quan họ làng Dương Húc, xã Đại Đồng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. 3. Ông Trịnh Đình Bồng, chủ nhiệm câu lạc bộ thơ Hương Sắc Đăng Châu. Tiếp theo ông Dương Nhật Thiền, phó chủ tịch thường trực câu lạc bộ thơ Hương Sắc Đăng Châu. Ông Dương Minh Thành, ủy viên ban chấp hành câu lạc bộ thơ Hương Sắc Đăng Châu. Bà Nguyễn Thị Mơ, ủy viên ban chấp hành câu lạc bộ thơ Hương Sắc Đăng Châu. Bà Trần Thị Tình, hội viên câu lạc bộ thơ Hương Sắc Đăng Châu. Ông Đào Nguyên Sang, hội viên câu lạc bộ thơ Hương Sắc Đăng Châu. Bà Nguyễn Thị Hồng Vân, hội viên câu lạc bộ thơ Hương Sắc Đăng Châu. Bà Thái Hoài Hương, hội viên câu lạc bộ thơ Hương Sắc Đăng Châu. Xin mời các vị đã có tên lên sân khấu và xin trân trọng kính mời Chủ tịch Trần Minh Hân, Phó Chủ tịch Hoài Nguyên, Phó Chủ tịch Lê Đức Mỹ, Phó Tránh Văn phòng Nhà thơ Hiền Trần lên trao kỷ niệm chương cho các nhà thơ đã có tên. Thank you.
xin một tràng pháo tay thật to để chúc mừng các nhà thơ. Và xin cảm ơn chủ tịch, phó chủ tịch cùng các nhà thơ. Sau đây xin nhường lại sân khấu cho ban tổ chức. Kính thưa các vị đại biểu, trong không khí phấn khởi hôm nay, có nhiều cơ quan đơn vị và cá nhân có dành cái tình cảm với câu lạc bộ thơ Hương Sắc Lân Châu. Bây giờ xin trân trọng kính mời cơ quan công an huyện Sơn Dương và các cơ quan đơn vị, các cá nhân lên tặng hoa và quà cho câu lạc bộ thơ Hương Sắc Lân Châu. Xin trân trọng kính mời ban chủ nhiệm, các đồng chí lên sân khấu để nhận hoa và quà. Cảm ơn tất cả các cơ quan đơn vị, các cá nhân đã đến chia vui và tặng hoa quà cho câu lạc bộ thơ Hương Sắc Lân Châu. Kính thưa các vị đại biểu, tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu nhà thơ Nguyễn Bình, ủy viên ban chấp hành câu lạc bộ thơ Việt Nam, chủ tịch câu lạc bộ thơ tỉnh Tuyên Quang lên phát biểu ý kiến. Xin kính mời. Kính thưa đại tá nhà thơ Trần Minh Hân và đoàn đại biểu câu lạc bộ thơ Việt Nam, kính thưa các đồng chí lãnh đạo địa phương, kính thưa tất cả các đồng chí chủ nhiệm, ban chủ nhiệm của các câu lạc bộ thơ Việt Nam đến từ ngày vui hôm nay. Trước hết tôi vô cùng xúc động, trong những giây phút qua thì chúng ta thấy là một lần nữa chúng ta cho một tràng pháo tay để cảm ơn sự trân trọng giúp đỡ của tất cả các cơ quan đoàn thể đối với câu lạc bộ thơ Việt Nam Hương Sắc Lân Châu. Kính thưa các vị đại biểu, thưa các vị khách quý,
có thể nói là câu lạc bộ thơ Việt Nam Hương Trác Lan Châu khẳng định một lần nữa là câu lạc bộ tiền thân của câu lạc bộ thơ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang. Vì chính nhờ câu lạc bộ thơ Việt Nam Hương Trác Lan Châu lúc đấy đó, được câu lạc bộ thơ Việt Nam công nhận là thành viên câu lạc bộ thơ Việt Nam thì mới có tiếp tục một vài câu lạc bộ nữa, và câu lạc bộ thơ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang mới được ra đời. Một lần nữa xin cảm ơn các vị đại biểu, các nhà thơ. Xin trân trọng cảm ơn ý kiến phát biểu của nhà thơ Nguyễn Bình. Chúng tôi xin tiếp thu ý kiến chỉ đạo để tiếp tục thực hiện tốt các chương trình thơ trong thời gian tới. Tiếp theo chương trình, về mặt thời gian thì xin báo cáo với tất cả các vị đại biểu, chúng ta cố gắng sẽ hoàn thành khoảng dịp 11 giờ. Bây giờ còn một cái chương trình, tức là đọc và ngâm thơ. Chúng tôi xin mời chị Hồng Vân lên tiếp tục thực hiện cái chương trình của buổi thủ tiêu hôm nay. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa các vị khách quý, kính thưa các nhà thơ, về dự giới thiệu tập thơ Dọc Hiền Chiến Khu của nhiều tác giả câu lạc bộ thơ Hương Sắc Lan Châu. Nhà thơ Phạm Thuyết là viên chủ nhiệm câu lạc bộ thơ Hương Sắc Lan Châu, năm nay đã bước vào tuổi 89. Anh Vân nghiệp bài sáng tác là những người trong câu lạc bộ có nhiều xuất bản bài thơ nhớ bác và cảm ứng của anh, và sau đây chị Tuyết Trinh trình bày bài thơ nhớ bác của nhà thơ Phạm Thuyết và bài thơ Xây Hồ Trên Núi của tác giả Đinh Trung Kiên. Xin mời quý vị chúng ta cùng lắng nghe. Lời đầu tiên cho phép Tuyết Trinh xin gửi tới lời chào và lời kính chúc sức khỏe với các vị đại biểu, các vị khách và tất cả các nhà thơ, lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất ạ. Nhận lời mời của chủ nhiệm câu lạc bộ thơ Hương Sắc Lan Châu, anh Trần Hồng, Tuyết Trinh đến với câu lạc bộ thơ để ngâm thơ đọc thơ với bài thơ nhớ bác thơ Phạm Thuyết, nguyên chủ nhiệm câu lạc bộ thơ Hương Sắc Lan Châu. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Tôi về đây với tân trào, lắng nghe suối hát trên trao cõi lòng. Sương chiều đỏ sáng con mong, dẫu đây ai ta cũng chờ trông bóng chào. Còn đây lan nhỏ khói lan, tình hồng thái vẫn hiên ngang thủa nào. Lòng yên xây không hẹn nhau, vọng ăn băng nước năm nào hiền về. Rừng sâu khói đỏ vùng quê, bác về tươi vời thoát mê. Ngày đông lâm vững niềm tin, sao yên năm tháng cánh chim tìm đường. Tự do nô ấm quê hương nhớ thể hiện nghĩa Ngọc Sơn là hội viên câu lạc bộ mới của câu lạc bộ thơ. Kính thưa quý vị đại biểu, khách quý,
kính thưa toàn thể quý vị, lẽ ra đọc thơ hoặc đọc thơ thì phải thuộc, nhưng mà tôi cũng xin giới thiệu là tôi là tân binh của câu lạc bộ thơ. Tôi được bảo vào cách đây một tháng, bởi vậy mà hôm nay ban chủ nhiệm phân công trình bày hai bài thơ, bởi vậy mà tôi phải cầm giấy mong quý vị thông cảm. Bài thứ nhất là Sơn Dương Ngày Mới, thơ Hoàng Tấn Hồng. Mời em về miền phố núi quê anh, thăm cây cỏ hoa xã Hợp Thành em nhé. Một doanh nghiệp tuy vẫn còn rất trẻ, đã làm nên thương hiệu của chính mình. Đời một ngày dưới nắng ấm bình minh, trong loài hoa khoe sắc màu rực rỡ. Em selfie đừng bao giờ mắc cỡ, trước muôn vàn cảnh đẹp tựa trời ban. Bên dưới trầm in núi thắm ngút ngàn, kìa con nước bắt cầu vòng qua suối, tóc em thơm nước hương mùi hoa bưởi, người nồng nàn hương vị túp lều ăn. Vầng nguyệt kia vươn tới tận mây xanh, nâng tình anh quên vào trong hương núi, và hồng hoa nhuộm một màu tím đỏ, cầu kỳ nổi bờ ai nỡ bỏ em qua. Yêu quá đi nông trại cây và hoa, doanh nghiệp trẻ vươn mình bên phố núi, khách thập phương chia nhau đều nhận cười, lời ngọt ngào mang dấu ấn tình em. Chúc nhà vườn mỗi ngày một đẹp thêm, mang đậm nét Sơn Dương miền sơn cước, để xa xôi muôn nơi đều biết được một nhà vườn doanh nghiệp trẻ quê tôi. Xin trân trọng giới thiệu thầy Hoài Nguyên, Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Thơ Việt Nam, nên giao lưu về thầy Hội Ngọc Thầy. Xin mời thầy ạ. Cũng xin thưa các vị là tôi sở trường tôi chỉ là thơ đình công. Tôi đã được nhà xuất bản Hội Nhà Văn in 10 tập thơ đình rồi. Hôm nay tôi xin đọc một bài ngắn. Lấy cái tiêu đề là Gặp Gành Lục Bác. Gặp em vấp phải cái gì, sóng xôn xao vỗ bờ kinh canh trường, để anh bên nụ cười thương, chiếc răng duyên níu con đường liêu xiêu, cõi mơ ai bỏ bùa yêu, chốt tình ấp ảnh tím chiều hoàng hôn. Sơn Dương chiều ấy hấp hồn, nụ cười ánh mắt mãi còn trong nhau. Xin cảm ơn. Tới chương trình tác giả Trần Thịnh Thanh Tịnh với bài thơ Lá Ngà Nu do chính tác giả trình bày. Xin mời các bạn. Thưa ban lãnh đạo, câu lạc bộ thơ Việt Nam và tất cả các bạn tôi là Trần Thị Thanh Tinh, sáng tác bài thơ Lá Ngà Nu. Tôi rất yêu tâm trạng, rất yêu nước mình, cho đến khi nào thì thơ cách mạng. Thế là hôm nay tôi sẽ trình bày bài thơ chính tôi sáng tác. Một trái tim giữa rừng Việt Bắc, ngày nắng rộn ràng chiều chim ca suối hát, cửa sổ trái tim bỗng bề thoáng ta thầm thầu vào tim, mây buồn mình lân che trái tim hồng câu cả hồn rất yêu, vần nước nhà bác ngôn nghĩ độc độc tự do, tạm khao cho dân được ấm no. Tin dậy sóng toàn quân dân,
Từ nắng là mưa, đất nước đất đã sáng trang. Một trái tim rắc đá, hóa ngọc, hóa vàng. Đã nhận định các quan quân dân khỏi nghĩa. Mặc thời khắc bệnh bạc, nhật sinh thập tử. Nắng là mưa, nay thành một son lịch sử. Con cháu trong miền cổ về chiếm vai nắng là mưa đơn sơ liên minh bên xuôi chói đòi soi lên người dân Kính thưa quý vị, tiếp nối chương trình, tác giả Nguyễn Xuân Y trước đây là thành viên của câu lạc bộ thơ Hương Sắc Đăng Châu. Sau khi thời gian tham gia, anh đã tổ chức được câu lạc bộ Bình Giang đến nhiều kinh tục xã Vĩnh Lợi, góp phần vào sự lớn mạnh của thơ ca Huyện Sơn Dương. Nhà thơ có tác phẩm về miền chiến khu xưa. Xin mời quý vị lắng nghe qua giọng ngâm của Khánh Vân. Bài thơ hai, Nghệ Nhân Dân Gian Nguyễn Thị Khánh Vân trình bày bài thơ đó, và nhà thơ Xuân Việt, chủ nhiệm câu lạc bộ thơ Hương Sắc Đăng Châu, phó chủ nhiệm câu lạc bộ thơ Việt Nam, có viết bài về miền Trung Du. Sau đây xin kính mời Khánh Vân lên trình bày. Núi rừng Việt Bắc thật có phong, kháng chiến năm xưa cả một vùng. Một thời cách mạng luôn ghi nhớ, đàn bác dân thường lập chiến công. Tân trào lịch sử cũng là đây, thời nghĩa Việt Minh gấp ruột cày. Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa
các tác giả của tập thơ Dọc Miền Chiến Khu, cưa các bạn thơ trong câu lạc bộ thơ Đường Sắt Lai Châu. Tôi xin đọc bài thơ có 4 câu thôi. Con lấy chồng xa, xa quê đâu được về luôn, hồn con gần úi vui buồn bên cha, thương cha tuổi đã mẹ già, tuy con ra thật vẫn là gần thôi. Đây là tâm sự của người già ông Phạm Thuyết, nói thay cháu Phạm Thị Lê La, chắc là nó có nhiều bài rằng là bọn tự vật. Cuối cùng xin chúc các đại biểu Hội Thơ Việt Nam, Hội Thơ Tuyên Quang, các nhà tác giả hôm nay và Hội Thơ Hương Sắc Lai Châu mạnh khỏe và làm nhiều bài thơ hay hơn thế nữa. Cuối cùng tôi xin cảm ơn. Tiếp nối chương trình, mời quý vị nghe hai bài thơ. Bài thơ thứ nhất, Miền Trung Du, tác giả Trần Xuân Việt, nguyên chủ nhiệm câu lạc bộ thơ Hương Sắc Tân Trào. Bài thơ thứ hai, Tháng Năm Tân Trào của nhà thơ Dương Nhật Thiện, do nghệ nhân Khánh Vân trình bày. Tháng năm rực nắng tân trào, sang hình của Bắc độc cao quý, khởi nguồn Bắc có xoay dòng, tân trào đón Bắc về cùng chiến khu. Nửa vòng trái đất kêu ru, bốn ba vạn dặm tìm mình được ngơ mong. Kim Long Hồng Thái sắc son, ngà đưa lăng đỏ vẫn còn bắc đi. Tình dân chào ra quy đi, nà đưa lát nhỏ vẫn còn sắc đi. Tình tân chào dáng quy đi, cây đa giờ cộng làng quê bao đời. Lán đồng minh, lán điện đài, kết đôi thế giới về nơi cội nguồn. Từ nà đưa bác thì đường, tân chào gió quốc dân luận mưa vàng. Quốc ca cờ đỏ sao vàng, lời thề vắng mãi làm đời cháu con. Trên dòng gió đáy trăng non, đón nghe thơ bác Nguyên Tiêu vọng về. Bác ơi nhớ mãi miền quê, mà qua sông đây bác về với dân. Từ tân trào những đoàn quân, ngàn năm ghi đậm dấu chân bác về. Tháng năm rộng bóng ta quê, lưu danh quốc sử đến lên nam lũ miền Trung, đất Trung Thu níu tôi về tuổi thơ. Đồi quê san sát bàn cờ, dòng sông khó đáy tắm trưa nắng hè. Phượng hồng cháy đỏ tiếng ve, câu ca dao quyền bờ tre. Quê nuôi tôi lớn một thời, lúa khô khoai sắn vọng đời tháng năm. Đồng quê có cánh trắng dòng, cơn lao lao nhớ đêm nằm bờ yêu đêm. Thả diều nhớ những chiều quê, nhớ chùa
Tiếp nối chương trình, xin trân trọng kính mời nhà thơ Trần Quang Sinh lên đọc bài thơ Lời Thầy Trong Trái Tim Ta. Lời Thầy Trong Trái Tim Con. Bài học đầu tiên là một bài bắt nước mắt. Con nhớ lắm gặp Thầy ngày ấy, cho đến giờ vẫn nhớ trong trái tim con. Thương học trò yêu mái trường Việt Nam, Thầy cho con những ý tưởng ước mơ với tri thức và niềm tin cuộc sống rằng không pha bước chọn cuộc đời đó đâu. Tin tưởng trong thơ hoài bão tương lai, không quên về quá khứ của ngày mai, dẫu cuộc đời còn gian khó Thầy ơi không, nhưng với Thầy đã mãi mãi tình thương, ơn Thầy trái tim con suốt cuộc đời. Kịp kính mẹ con và kịp kính mẹ. Để thay đổi không khí một chút thì sau đây xin mời ca sĩ Thu Hà lên trình bày ca khúc Bác Hồ Một Tình Yêu Bao La sáng tác của Trần Yến. Xin mời quý vị cho một tràng pháo tay. Xin mời quý vị chúng ta cùng lắng nghe. Trước tiên trình bày bài, xin gửi kính chúc sức khỏe.
nước duyên ai ngỏ những đâu tự tình và người yêu thơ đã đến dự
chia vui cùng câu lạc bộ thơ Hương Sắc Đăng Châu, huyện Chư Dương. Xin kính chúc các vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc, thành công. Chương trình xin được kết thúc tại đây. Xin trân trọng cảm ơn. Yeah.